Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh Tập 51 Chủ giảng Đạo Pháp Sư Tịnh Không Thời gian ngày 14 tháng 8 năm 2000 Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore Chư vị Đồng Học Chào mọi người tối hôm qua chúng ta đã nghe bài báo cáo dẫn tắt về do thái giáo đây là một tôn giáo cổ xưa chúng ta tương đối ít tiếp xúc vì ở Trung Quốc Đại Lục không có. Trung Quốc Đại Lục chỉ có năm tôn giáo. Do đó, cơ hội tiếp xúc sẽ càng ít. Sau khi chúng ta nghe xong, thì biết kinh điển chủ yếu nhất của họ là cựu ước. Lịch sử của họ có hơn 4.000 năm. Mà Thiên Chúa Giáo thì tân cựu ước đều tiếp nhận. Khi tu giáo thì nghiêng về tân ước. Họ sùng bái chỉ một vị thần. sự khác biệt ở đây là khi tu giáo nghiêng nặng về Chúa Giêsu, còn Thiên Chúa giáo nghiêng nặng về Đức Mẹ. Hôm qua chúng ta cũng nghe bài báo cáo của họ. Họ khẳng định Thượng Đế chính là chân lý là đứng có quyền năng lớn trong vũ trụ. Khái niệm này rất hay, rất chính xác, thực sự được người hiện đại tiếp nhận điện tử phật học rộng nghe nhiều đặc biệt là người xuất gia Ngính giác trên vai sứ mệnh giáo hóa chúng sanh đối với căn cơ của chúng sanh Chúng ta phải biết rõ Thì Việc hoàn pháp lợi sanh Mới thật sự có thể đạt đến khế cơ, khế lý Cũng may lần này Chúng ta mời mỗi một tôn giáo đến truyền đạo Đây là việc mang tính lâu dài không phải ngắn hạn mỗi một lần chúng ta đều ghi lại băng ghi hình phần tiếng anh thì mong rằng chúng ta có thể dùng tiếng trung làm phụ đề chúng ta phải dụng công học tập trong các tôn giáo khác nhau chúng ta phải tìm ra một điểm chung điểm chung này chính là chân lý mà mọi người đều công nhận nghĩa gốc của phật đà là trí tuệ là giác ngộ họ gọi là chân lý là quyền năng lớn so với đại trí đại giác mà nhà Phật nói là cùng một ý nghĩa cùng một đạo lý tuy nhiên giáo dục tôn giáo phải áp dụng chân lý này vào trong đời sống của chúng ta biểu hiện bên ngoài của chân lý chính là nhân từ bác ái ngày nay chúng tôi đem lý niệm trọng tâm của phật giáo tổng kết thành năm câu mười chữ là chân thành thanh tịnh bình đẳng chánh giác từ bi đây không chỉ là tinh nghĩa của phật pháp mà cũng có thể nói là tinh hoa của tất cả tôn giáo thế gian thượng đế yêu thương người đời thần yêu thương người đời phật bồ tát đại từ đại bi phật bồ tát thần thượng đế là gì ở đâu vậy chính là chân thành thanh tịnh bình đẳng chánh giác vốn sẵn có trong tự tánh của con người đại dụng của nó là từ bi là bác ái không phân quốc gia không phân chủng tộc không phân tôn giáo. Nhưng từ dưới người. Yêu thương giới vật. Không phải chỉ có yêu người. Thông thường trong tôn giáo chỉ nói yêu thương người. Nhưng Phạm vi trong kinh Phật nói thì rộng hơn. Trong kinh Hoa Nghiêm phật nói tình dữ vô tình đồng viên chủng trí đây là nói rõ ngay cả thực vật và khoáng vật chúng ta đối với chúng cũng tràn đầy tâm yêu thương tiện ý huống hồ đối với chúng sanh hữu tình nếu bản thân chúng ta thực sự đối với hữu tình và vô tình đều có đầy tiện ý và tâm yêu thương một cách chân thành thanh tịnh bình đẳng thì người này ở trong phật pháp được gọi là phật đà được gọi là bồ tát nếu còn xen tạp bất tiện xen tạp ác ý thế nào gọi là ác ý bất tiện chính là ác Tiêu chuẩn mà Phật nói với chúng ta là thập thiện nghiệp đạo. Còn tiêu chuẩn của Do Thái Giáo là mười điều răng của Mô Sê. Nội dung của mười điều răng tương đồng với thập thiện. Cho nên thập thiện nghiệp đạo là lời răng dạy được ghi chép rõ ràng trong kinh điển của tất cả tôn giáo các tín đồ nhất định phải biết tuân tủ xa rời giáo học cơ bản này thì chúng ta bất tiện rồi. Bèn tạo tác ác nghiệp. Biến hiện ra khổ báo ở ba đường ác. Từ xưa đến nay, Tổ sư Đại Đức chỉ dạy chúng ta học phật là học từ đâu phải tu từ căn bản căn bản là gì vậy là ý niệm ý niệm phải thiện ý niệm phải thanh tịnh ý niệm phải bình đẳng nếu trong đại chúng mình cảm thấy thân phận của mình đặc biệt cảm thấy địa vị của mình không giống như người khác thì đây là bất thiện đã không phải thiện chúng ta xem thánh triết của thế xuất thế gian người trung quốc xem trọng pháp thế gian coi trọng pháp thế gian thì khổng lạc phu tử là người đại biểu phẩm hành cả đời của phu tử thái độ đối nhân xử thế là hạ mình mà tôn người thánh nhân đã làm nên hình mẫu cho chúng ta thấy ý niệm và hành vi cao hơn người khác một bậc này trong phật pháp gọi là tập khí nghiệp chướng sâu nặng ai hiểu được điều này phật hiểu được làm đệ tử phật thì phải đem điều mà trong phật pháp đã nói là chân thành thanh tịnh bình đẳng chánh giác từ bi làm ra cho mọi người thấy đây là giáo hóa chúng sanh bản thân bạn thật sự làm được đây là tự bản thọ dụng. Làm cho người khác thấy là hóa tha. Do đó, chúng ta phải làm thật nghiêm túc. Nỗ lực mà làm tín đồ của các tôn giáo cũng giống như phật pháp vậy phải thông đạt hiểu sâu nghĩa thú của kinh điển nghĩa là đạo lý là nghĩa lý thú là phương hướng mục tiêu sau khi hiểu rõ rồi thì phải thực hiện những đạo lý lớn này vào trong đời sống thực hiện vào trong đối nhân sự thế tiếp vật niệm niệm tạo phước cho xã hội làm tấm gương tốt cho chúng sanh xa lìa danh văn lợi dưỡng từ bỏ ngũ dục lục trần thì thông thường trong tôn giáo nói người này mới được cứu ai cứu bạn tự mình cứu mình trong Phật pháp đại thừa nói tự mình độ chính mình, chư Phật Bồ Tát tất cả thần thánh đều làm tăng tượng duyên để cho bạn tự cứu tự độ. Đây là điều chúng ta cần phải biết. đời người ngắn ngủi hôm qua có một đồng tu trung quốc gọi điện thoại nói với tôi là anh đã đến mỹ một chuyến đi một hai tháng rồi trở về trong số bạn bè tốt của anh có ba người đã qua đời ở tuổi chưa đến năm mươi anh có cảm xúc sâu sắc về sự mong manh của kiếp người mạng người vô thường cõi nước mong manh nếu muốn dài lâu thì đây là vọng tưởng đó là người ngu nói mộng trong lục đạo nhất định không có dài lâu phật nói với chúng ta chân tướng là biến hóa trong từng sát na nói cho bạn biết thế gian là vô thường người có trí tuệ họ thông minh họ nắm được hiện tại họ nắm được sắc na hiện tại này thì họ thành công nếu đánh mất hiện tại thì nhất định đọa lạc Nhà Phật nói Thường lạc ngã tịnh Thường lạc ngã tịnh Là từ trong tự tánh Mới nhìn thấy Thật sự Tự tánh là Vô hình, vô tướng Ngang trọn khắp mười phương ba đời Trong đây có chân tượng, có chân ngã có đầy đủ bốn loại tịnh đức thường lạc ngã tịnh nhưng trong hiện tướng thì chắc chắn là không có tướng là hư vọng phàm những gì có tướng đều là hư vọng chúng ta có thể thấy rõ ràng thấy sáng tỏ điều này rồi thì có thể thọ dụng tướng nhưng quyết không chấp trước, không nhận không chấp trước mà còn không được phân biệt. Rời xa phân biệt chấp trước, bạn bè nhìn thấy thực tướng của các pháp, người nhìn thấy thực tướng của các pháp thì trong phật pháp gọi họ là phật đà gọi họ là như lai cho nên chúng ta học phật phải biết bắt đầu học từ đâu hạ thủ từ chỗ nào làm thế nào thành tựu trong đời sống thường ngày tràn đầy chân thành thanh tịnh bình đẳng đối nhân sự thế tiếp vật tràn đầy đại từ đại bi thì người này là lạc thực sự liệu khổ được vui rồi khổ là gì vậy là vọng tưởng phân biệt chấp trước họ đã xa lìa rồi họ không còn nữa họ lạc là họ thấy tất cả chúng sanh trong hư không khắp pháp giới là một tổng thể chân thành thanh tịnh bình đẳng lý niệm này thọ dụng này không lúc nào không viên mãn không nơi nào không viên mãn được đại viên mãn được đại tự tại đây là thật ngoài điều này ra đều là hư vọng cho nên học phật là học điều gì tâm yêu thương của chúng ta vây rộng khắp viên mãn như vậy từ bi đại từ đại bi mà nhà phật nói hiện rõ trong đời sống thường ngày từng ly từng tí đều là đại viên mãn sự thọ dụng của bạn từng ly từng tí đều là đại tự tại trong phật pháp có thể có được thọ dụng này giáo học của tất cả tôn giáo nếu có thể tu học như lý như pháp thì đều có thể đạt đến cảnh giới như nhau cho nên trong kinh phật nói pháp môn bình đẳng không có cao thấp chữ pháp môn này không giới hạn ở pháp môn của phật giáo mà là thông đến tất cả mọi pháp thế xuất thế gian đây đúng là điều mà đại thừa gọi là người viên thuyết pháp không pháp nào không viên viên ngộ viên tu viên chứng trong tất cả pháp thực sự đại thừa nói được thấu triệt nói được rõ ràng chúng ta phải ngay chỗ này mà hạ công phu hạ công phu không chỉ là nghiên cứu giáo lý mà phải thực hiện phải giải hành tương ưng giải giúp bạn hành hành giúp bạn giải giải và hành phụ trợ lẫn nhau Điều này sẽ nâng chúng ta lên đến đạo vô tượng. Có giải mà không hành thì phải đọa lạc như thế nào thì vẫn phải đọa lạc như thế ấy. Phải sinh tử như thế nào thì vẫn phải sinh tử như thế ấy. Không giúp được gì, không thể giải quyết vấn đề Đại sư Thanh Lương trong Kinh Hoa Nghiêm Sớ Sao nói rất hay. Có giải không hành tăng trưởng tà kiến. Có hành không giải tăng trưởng vô minh. Chư Phật Bồ Tát Tổ Sư Đại Đức đều chỉ dạy chúng ta giải hành phải tương ưng. Đây là chánh pháp. Đây là chánh giáo. Lịch về một bên là tà rồi. Thế nào là tà giáo? Là lịch sang một bên. Đi đường không đi ngay chính giữa mà đi ở hai bên, đi bên rìa, đi sang bên cạnh vậy là lệch lạc rồi chúng ta phải có năng lực phân biệt tà chánh đường mà bản thân chúng ta đi là đường gì chúng ta phải hiểu thật rõ ràng sáng tỏ nguyện đem công đức này trang nghiêm phật tình độ trên đình bốn ân nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh gọi cực lạc nam mô a di đà phật việc dịch ban biên dịch pháp âm tuyên lưu diễn đọc phật tử thiền quan